Thưa quý vị, thời gian gần đây, đoạn tỉnh lộ 824 đi qua xã Mỹ Hành Nam, huyện Đức Hòa, hướng về huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, xuất hiện hàng trăm ổ gà ổ voi, gây khó khăn cho việc lưu thông cũng như là tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông khu vực này. Đoạn đường này dài khoảng 500 m nhưng là có đến hàng trăm ổ gà ổ voi, ảnh hưởng trực tiếp đến các phương tiện giao thông, đặc biệt là người dân đang sống cạnh hai bên đường nguyên nhân do lưu lượng giao thông đông cộng với việc xe có tải trọng lớn di chuyển nhiều nên mặt đường xuống cấp nghiêm trọng lâu rồi đến giờ bây giờ là đường xá giờ nó bị hư nhiều lắm rồi xe còn chạy từng ngày cần quá đông rồi dân chúng đi té chết nhiều lắm rồi đoạn đường này phức tạp dữ lắm à, bị mới đây hay ngày qua đây là xe bồn cán chết vợ chồng của ông đó người dân tại đây đang mong mỏi chính quyền địa phương ngành chức năng sớm có giải pháp khắc phục để người dân an tâm sinh hoạt lưu thông trên tuyến đường này